mong muốn hơn nữa về những cánh rừng giàu tài nguyên và đa dạng sinh học. Khu bảo tồn Sao La, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được thành lập vào ngày 9 tháng 10 năm 2013, có diện tích hơn 15,5 nghìn hectare, trải dài trên hai huyện Nam Đông và A Lưới, là một trong 200 vùng sinh thái quan trọng mang tầm toàn cầu đã được các nhà khoa học bảo tồn trên thế giới bình chọn. Với hệ động thực vật phong phú, chứa đựng nguồn gen đa dạng của hơn 1.200 loài động thực vật. Đến nay, khu bảo tồn vẫn giữ được diện tích lớn rừng, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm, đặc biệt là sao la, một trong những loài động vật bí ẩn nhất thế giới. Do tác động săn bắt trái phép của con người trước đây, một số loài động vật rừng đã bị suy giảm về số lượng, đang nguy cấp cần bảo tồn. Kết quả điều tra cho thấy, 139 loài động vật ghi nhận trong khu bảo tồn Sao La, có 48 loài nằm trong danh mục sách đỏ Việt Nam và 30 loài nằm trong danh mục sách đỏ thế giới. Đứng trước tình trạng trên, trước sự hỗ trợ của WWF tại Việt Nam, mô hình đội tuần tra bảo vệ rừng đã được thành lập, gồm 20 nhân viên bảo vệ rừng dự án, cùng với 4 cán bộ năng lực của Ban Quản lý Khu Bảo tồn Sao La Thừa Thiên Huế, được chia thành 4 đội, mỗi đội gồm 6 thành viên, với nhiệm vụ ngăn chặn các hành vi xâm lấn rừng, săn bắt, đặt bẫy động vật hoang dã, khai thác lâm sản trái phép. Với đặc điểm địa hình hiểm trở, không có sóng điện thoại, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, công tác bảo vệ rừng trong khu bảo tồn đã gặp không ít khó khăn và thử thách, đặc biệt trong mùa mưa lũ kéo dài. Địa hình ở khu bảo tồn Sao La là hiểm trở, với là địa hình rất là phức tạp, cái khó khăn là nhiều điểm sạt lở nên chúng tôi là cũng phải cô lập ở trong rừng. Thực tế vào mùa mưa gió thì rất là nguy hiểm, điểm trại thì có thể là cả cái nguồn nước nó đổ trực tiếp vào làng trại, cả hai nữa là cả cái cây đổ ở trên làng đổ xuống làng trại, nên là chúng tôi phải trong quá trình tuần tra thì làm chúng tôi phải đảm bảo cái sự an toàn. Cái nhất là tránh nước đổ vào trại, và cái thứ hai nữa là phải tránh cả cái cây đổ ở trong trại xuống. Trong quá trình tuần tra thì sự cũng lo ngại nhất là cái sự đau ốm, bởi vì là chúng tôi là ở rất là xa bệnh viện, và có nhiều lần chính bản thân tôi cũng đau ở trong rừng và anh em dùng vòng để gắn ra khỏi rừng. Là lực lượng duy trì tần suất tuần tra cao liên tục trong vùng lõi khu bảo tồn Sao La ít nhất 16 ngày trong tháng, trong mọi điều kiện thời tiết mùa mưa cũng như mùa nắng. Tính từ tháng 2 năm 2011 đến nay, các đội bảo vệ rừng đã thực hiện hơn 750 chuyến tuần tra, đã phá hủy hơn 74.000 bẫy động vật, ngăn chặn hàng trăm vụ khai thác rừng trái phép, phát hiện và tịch thu hơn 50 mét khối gỗ các loại. Bên cạnh đó, trong quá trình tuần tra, tháo dỡ và thu thập bẫy, máy định vị phải luôn luôn mở, trong 30 phút bấm điểm một lần để ghi nhận các tọa độ quan trọng. Các đội trưởng đội bảo vệ rừng có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực tế bằng biên bản, sau đó đồng gửi cho WWF và khu bảo tồn Sao La, từ đó sẽ quyết định về khu vực tuần tra tiếp theo. Đây là một cái bầy trắc mà thường đặt ở đóng ở khu bảo tồn Sao La. Con thú nó sẽ đạp vào cái dây này, và bầy sẽ mắc vào chân thú. Con thú sẽ mắc vào chân và sẽ quấy quanh là rất là đáng thương. Khi mà chúng tôi phát hiện cả cái bầy này, chúng tôi là tháo gỡ, là đem về nộp tại văn phòng khu bảo tồn. Điều kiện sinh hoạt trong lõi khu bảo tồn còn nhiều thiếu thốn, với bữa ăn tối vô cùng đơn sơ, nhưng trên gương mặt các anh cán bộ bảo vệ rừng luôn là nụ cười, sự quan tâm, chia sẻ cùng nhau sau một ngày dài tuần tra đầy mệt mỏi. Khi màn đêm dần buông xuống, trong ánh đèn le lói cùng chiếc võng dưới mái che tạm bợ, trên tay là chiếc radio, phương tiện giải trí duy nhất tại đây, nơi mà sóng điện thoại không thể tới được,
cũng là lúc trong sâu thẳm mỗi con người là những nỗi nhớ nhung thầm lặng về gia đình. Đối với những người làm công tác bảo vệ rừng trong khu bảo tồn Sao La, buộc phải xa nhà từ 16 đến 22 ngày, thì việc chăm sóc gia đình dường như quá xa xỉ đối với các anh như anh Phạm Việt Nước, đội trưởng đội bảo vệ rừng WWF Huế. Là người phụ nữ, một mình chăm sóc ba đứa con thơ, nhưng vợ anh luôn ủng hộ và tự hào về công việc của chồng. Đó là động lực để anh luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được giao. Nụ cười của con thơ cùng sự quan tâm ân cần của người vợ chính là hạnh phúc lớn nhất của anh Phạm Việt Nước mỗi khi trở về nhà. Khỏe không? Ở nhà vâng lời mẹ không? Đang đấy. Làm bài được không? Ăn hết cỡ bẻ ngoan luôn lắm. Cho họ được ra hai bẻ ngoan. Hai bẻ ngoan luôn à? Có bông em. Công việc của em ở trong rừng là một tháng là 22 ngày ở trong rừng á, thì cứ một chuyến là 6 ngày. Thì mỗi khi mà làm công việc trong rừng á, thì xa, thông tin đại chúng không có. Thì mỗi khi mà ở trong kia thì cũng rất lo lắng cho năm đứa nhỏ này, rồi là cho vợ. Thì mỗi khi được về nhà là rất mừng, khi mà con cái, vợ con là khỏe mạnh là rất mừng. Những khu rừng nguyên sinh kéo dài từ A Roàn đến tận Quảng Nam với nhiều thác cao, vực sâu hiểm trở. Khu bảo tồn Sao La là một trong những nơi có độ đa dạng sinh học bậc nhất trong khu vực và trên toàn thế giới. Là ngôi nhà của các loài thú quý hiếm và đặc hữu như Sao La, mang trường sơn, mang lớn, thỏ vằn và rất nhiều loài động thực vật khác của Trung Trường Sơn. Trên thực tế, các đội bảo vệ rừng còn hỗ trợ các hoạt động giám sát đa dạng sinh học trong lâm phận khu bảo tồn. Thông qua phương pháp đặt bẫy ảnh hệ thống cách nhau 2,5 km đã ghi nhận được hình ảnh của nhiều loài động vật hoang dã. Đây là phương pháp đã được chuẩn hóa nên hầu hết diện tích của khu bảo tồn đã được khảo sát. Để tăng xác suất phát hiện, cán bộ bảo vệ rừng sẽ đặt máy ảnh cách mặt đất từ 20 đến 40cm và dọc theo đường mòn động vật, nguồn nước, đường vòng hoặc các đặc điểm tự nhiên khác gần với vị trí thiết bị định vị toàn cầu GPS được xác định. Sau 60 ngày, các máy ảnh có thể được thu về. Công cuộc bảo vệ phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học vẫn luôn là thách thức đối với các nhà quản lý cũng như những chuyên gia bảo tồn. Người dân sống gần rừng giáp ranh với khu bảo tồn thì đa số là còn tập tục là săn bắt, do đó là ba sống dựa vào rừng là chủ yếu, do đó là cái áp lực cho khu bảo tồn. Ngoài những cái tính chất mà về đa dạng sinh học là nó có tầm quan trọng là nó được bảo vệ cho cái thượng nguồn sông Hương. Trong những năm vừa qua thì đơn vị cũng kêu gọi được các nguồn dự án đã hỗ trợ được sinh kế cho bà con địa phương, thì cũng góp phần là giảm cái áp lực vào khu bảo tồn. Thứ hai nữa thì đơn vị cũng chủ động là khoảng các diện tích cho người dân địa phương để là tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.